Sáng 21 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra thăm đồng và động viên nông dân thị xã Đông Triều sản xuất vụ xuân năm 2018. Cùng đi có các đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đồng chí Hà Hải Dương, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Đến thăm bà con nông dân đang tập trung sản xuất vụ xuân 2018 tại cánh đồng khu Yên Lâm 1, phường Đức Chính, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chia sẻ niềm vui với nông dân Đức Chính về những đổi mới trong sản xuất nông nghiệp của phường để người nông dân bớt vất vả hơn trên đồng ruộng, hiệu quả sản xuất cao hơn. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm nông dân ở đây đã ra đồng tháo nước, phát cỏ bờ, đưa máy bừa xuống đồng làm đất với mong muốn một vụ xuân thắng lợi. Năm nay được sự quan tâm của các cấp, coi như lãnh đạo của tỉnh, của thị xã, của phường, coi nhân dân chúng tôi rất hưởng ứng và cũng rất là mong cái mùa đầu xuân mới của năm 2018 này, coi như là bội thu và năng suất cũng như những vụ trước là cứ đạt 3 tạ trên 3 tạ một sào. Vụ xuân năm 2018, thị xã Đông Triều gieo trồng trên 4.253 hectare, đạt 80,3% so với kế hoạch. Trong đó, cây lúa đã gieo cấy với diện tích hơn 3.559 hectare, đạt 82,7% kế hoạch. Cây màu gieo trồng 694,3 hectare, đạt 70% kế hoạch. Một số địa phương gieo trồng đạt tỷ lệ cao là Thủy An, phường Đông Triều, Tràng An, Tân Việt, Hưng Đạo, Mạo Khê, Yên Thọ, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông. Vụ xuân năm nay, thị xã tiếp tục vận động nông dân gieo cấy giống lúa chất lượng cao, chiếm 93-95% tổng diện tích lúa xuân. Trong đó, gieo cấy một giống lúa tại 24 vùng sản xuất tập trung với diện tích trên 400 hectare tại 14 xã trên địa bàn. Sau khi thăm động viên bà con nông dân xuống đồng làm đất gieo cấy lúa xuân, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm bà con nông dân phường Đức Chính thu hoạch khoai tây Atlantic. Vụ đông 2017 vừa qua, toàn thị xã trồng 170 hectare khoai tây Atlantic, đến nay đã thu hoạch đợt 1 với diện tích 27,5 hectare. Sản lượng cung ứng cho công ty Orion là 184,01 tấn, trong đó xã Bình Dương 5 hectare sản lượng 70 tấn, phường Đức Chính 10 hectare sản lượng 43,3 tấn, Tràng An 12,5 hectare sản lượng 70,71 tấn. Đợt 2 sẽ thu hoạch từ ngày 20 tháng 2 năm 2018 đến ngày 27 tháng 2 năm 2018 với diện tích 142,9 hectare. Sau Tết Nguyên đán thì đi làm thì chị em anh em làm hồ hởi lắm. Đấy, mấy chục công nhân chúng tôi thuê là mấy chục xã viên họ làm. Đấy. Sáng khai xuân từ hôm mùng 4 ấy, nhưng mà đi làm thì vui lắm. Đây là chị em anh em người ta cũng đi làm đến hết giờ ta về chiều đi làm thế. Hiện nay chúng tôi đang tập trung chỉ đạo cái việc mà triển khai xây dựng cái đồng mẫu là dồn lên đồi thửa và tập trung cấy các giống lúa tự cao. Thì cơ bản diện tích lúa hiện nay là chúng tôi gieo cấy đạt khoảng 98%. Và đặc biệt là trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo là các cái vùng tập trung để đưa một số lúa chất lượng cao vào chăm sóc theo một quy trình và sản xuất để làm sao nâng cao được cái sản lượng cũng như chất lượng giống, đặc biệt là xây dựng thương hiệu để nâng cao hơn nữa cái chất lượng giống lúa hiện nay trên địa bàn xã. Để có vụ xuân thắng lợi cùng với thu hoạch rau màu vụ đông, thời điểm sau Tết, nhiều nông dân thị xã Đông Triều đã khẩn trương ra đồng gieo cấy hết diện tích còn lại để kịp thời vụ. Dự kiến đến đầu tháng 3, diện tích gieo trồng của địa phương sẽ hoàn thành. Đối với những diện tích đã gieo cấy xong trước Tết, hiện các hộ chủ yếu ra đồng lấy nước vào ruộng để chăm bón, tỉa rậm lúa mới gieo xạ xong. Bên cạnh đó, bà con chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp.